Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin quân sự mới nhất, ý nghĩa chuyến thăm của con tàu Hải quân Hoàng gia Anh tới Hải Phòng. Sáng ngày 19 tháng 2, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise H88 cùng thủy thủ đoàn sáng nay đã cập cảng Tân Vũ bắt đầu chuyến thăm Hải Phòng trong 7 ngày. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Work cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành dự lễ đón đoàn. Chuyến thăm của tàu HMS Enterprise nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Vương quốc Anh ký kết quan hệ đối tác chiến lược, trong đó an ninh, quốc phòng là lĩnh vực hợp tác quan trọng. Chuyến thăm là cơ hội đẩy mạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong trao đổi chuyên môn về thủy đặc, cũng như tăng cường mối liên kết giữa lực lượng hải quân hai quốc gia. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Watt chia sẻ, Anh và Việt Nam là những quốc gia trên thế giới ủng hộ sự thúc đẩy về thương mại tự do và tự do hàng hải. Chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia đến Việt Nam thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, chia sẻ quan điểm và chuyên môn với các lực lượng hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm này, chúng ta có thể thấy chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm rất nhạy cảm. Chúng ta vừa có những hoạt động kỷ niệm ngày 17 tháng 2, gợi nhớ lại một ký ức hào hùng và bi tráng của những năm 1979. Trung Quốc đang phải căng sức phòng chống đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, số lượng người chết lên tới trên 2.000 người và lượng người nhiễm lên trên 70.000 người và đang tiếp tục tăng. Trung Quốc đã và đang phải dùng nhiều chính sách thiết quân luật, nhiều lệnh cấm, lệnh hạn chế đi lại của người dân, thậm chí là phong tỏa cả một thành phố, một tỉnh với số dân lên tới hàng mấy chục triệu người. Tuy vậy, các hoạt động diễn biến ở Biển Đông cũng vô cùng phức tạp và không có phần dịu nhẹ. Các nước Đông Nam Á có quyền lợi trực tiếp ở Biển Đông như Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines và Việt Nam đang ngày càng đoàn kết và có nhiều hoạt động tranh thủ, sự giúp sức, ủng hộ của các nước lớn bên ngoài để chống đối lại các hoạt động xâm phạm chủ quyền trên biển ngày càng trắng trợn của Trung Quốc. Mỹ cũng thường xuyên có các hoạt động nhân danh tự do hàng hải để đi lại qua Biển Đông ở các đường biển quốc tế. Trung Quốc cũng đang tăng cường sự hiện diện của nhiều tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển, chiến đấu cơ trên Biển Đông, trên các đảo nhân tạo mà nước này đang chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Với rất nhiều các yếu tố mất ổn định như vậy, việc tàu HMS Enterprise của Hải quân Anh đến thăm Hải Phòng, một tỉnh thành lớn của Việt Nam có sự phát triển kinh tế biển và nằm ở Vịnh Bắc Bộ, mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là sự ủng hộ của Anh đối với quan hệ với Việt Nam, sự ủng hộ về tự do hàng hải ở Biển Đông, sự ủng hộ của Anh về chủ quyền trên biển của Việt Nam với những khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế. Biết đâu, đây là sự bắt đầu của việc Việt Nam sẽ bắt tay cùng với Anh khảo sát các vùng trong đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông có nhiều tài nguyên. Nếu điều đó xảy ra, Việt Nam sẽ có một đối tác khá mạnh ngoài Nga, Mỹ để thăm dò, khai thác tài nguyên trên biển. Và điều này cũng không phải là không có cơ sở vì HMS Enterprise là một con tàu khảo sát. HMS Enterprise là tàu khảo sát đo đạc lớp Eco, được đưa vào sử dụng năm 2003. Tàu có chiều dài 94m, trọng tải 3.470 tấn, tốc độ 16,5 hải lý trên giờ. Nhiệm vụ của tàu là tiến hành khảo sát thủy văn và hải dương học. Tàu có thể hoạt động khắp đại dương và là đơn vị chủ lực của ngành thủy đặc quân sự Vương quốc Anh với năng lực thu nhập, tổng hợp dữ liệu của đại dương ít nhất cho tới năm 2028. Thủy thủ của đoàn gồm 72 người, quân số thường trực trên tàu là 48 người. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.